Hi, tại cô bác mến chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ về một cái khách hàng nữa nha cả nhà. Thì ở đây là mình bữa mình có chia sẻ một clip là hàng sắt mỏng sao sao không lủng thì giấy hàng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về mình hàng sao cho mối hàng nó được dày và chắc nha cả nhà. Thì đây mình có hai thanh sắt là 4 vuông nè, thì này là kẽm, nó dày 1 ly 2. Thì bây giờ mình có một cái cách để là hàng cho mối hàng dày cho những anh em thợ mới học nghề nha cả nhà. Thì mình nói thì mà nhờ mối hàng dày cho nó chắc chắn, nó không bị nứt và đứt nha. Thì mối hàng thì mình hàng mỏng thì nó sẽ nó th mình thấy nó liền nhưng mà nó không có chắc chắn hơn nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái cách hàng để cho cái mối hàng dày lên mà mối hàng của mình là mình hàng hở luôn nha cả nhà. Thì hàng hở làm sao mình hàng cho nó bít, ví dụ như một cái kẽ nó hở 1 ly gì đi đó. Đây, để mình phóng cho nó gần lại nha cả nhà. Đây thì cái mối hàng này nó hở như vậy, lỡ mình cắt mà nó có hụt như vậy, nhưng mình hàng là cách để mà hàng cho nó liền mà nó mới hàng dày nha. Thì ở đây thì anh em thợ chuyên nghiệp đó thì ai cũng biết hết rồi, thì mình chia sẻ cho những anh em mà mới học nghề nha, còn mấy anh em mà gần á thì coi video mình ủng hộ anh ta ha các bạn. Đây mình sẽ hàng cho cả nhà xem đây như thế nào nha. Thì ở đây mình có một cái cọng qua hàng như vậy nè cả nhà. Thì cả nhà có cọng qua hàng thì cái nhà đập này ra, đập lấy cái lỗi trong ngăn cả nhà. Còn ví dụ như mình có dây kẽm á, thì dây kẽm mà kẽm lớn á thì mình sẽ lấy dây kẽm đó nha. Thì cái này mình phải hàn mồi, tại vì nó thưa quá, nó xa quá thì mình phải hàn mồi. Cái này là mình để khắc phục những cái mà khi mình cắt bị sắt hụt sắt lở cả nhà, nó hụt chừng 2 3 ly. Thì mình sẽ hàn cho nó đủ để thôi, mình lỡ mình cắt hụt rồi mình nó cắt cây sắt mới thì nó không có. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về là cách để mà hàn một cái mối hàng thưa và dày nha. Mối hàng mà hai cái sắt hở mà mối hàng dày. Thì đây mình sẽ chấm bòn 4 góc trước nha. Rồi, ở đây bây giờ mình đã chấm bòn 4 góc hết rồi. Rồi. Thì cái mối hàng này thì nó rất là hở nè. Để một cây quai hàng. Cái lỗi cái quai hàng này cả nhà, mà đưa cho đây là nó muốn lọt luôn nha. Đó. Đây muốn lọt luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ hàn cho cả nhà xem. Nhìn để như vậy là khách hàng mà để bít lỗ này á, thì bít cái hàng đường này á, thì cả nhà nên để cái cây mò mồi mình nó trước cây quai hàng mình một một xíu nha, để khi cho nó chảy nó sẽ liền với nhau nha cả nhà.
cái cây que mình khi mà mình hàn á thì cái cây mồi nó nằm trước cái que hàn mình nha. Mình đang hàn đây là sắt 1:2 nha. Rồi mình đã hàn xong rồi nè, bây giờ mình sẽ cỏ cái sỉ này ra nha, rồi và nó mới hàn cho nó liền nó là không ăn cả nha. Đây để mình zoom cho gần cho cả nhà xem nè, nó mới hàn đó, nó rất ok nha. Hở là khoảng hai ba ly rồi là mình hàng là phải có cây mồi này là nó mới liền được cái món hàng ăn cả nhà. Còn bây giờ cả nhà muốn cho nó dày lên nữa thì mình hàng qua một lớp nữa thì sẽ món hàng sẽ dày lên. Thôi để mình chấm thêm một lần nữa cho mình đi một cho cái món hàng nó dày lên nha cả nhà. Thì cái món hàng này thì nó cũng chưa dày lắm. Giờ là cái món hàng mình nó dày lên rồi. Không. Đây cả nhà thấy cái món hàng nó dày lên không? Mình vẫn kéo được bình thường nha. Tại vì mình có hàng một lớp rồi thì bây giờ thì mình vẫn kéo được bình thường. Đây. Nè. Giờ mình sẽ kéo và cho cả nhà xem. Kéo là mình phải qua lại vậy nha cả nhà. Đó, mình kéo qua lại vậy nè. Mình không có kéo miết luôn nha cả nhà. Mình kéo cho nó vừa phải. Rồi mình ngưng. Đừng có miết. Là miết nó sẽ lủng quá hàng nha. Rất là ok luôn nha cả nhà, không bao giờ mà lủng miếng nào nha. Đó vậy nè, món hàng đã dày lên nè, còn món hàng này là món hàng mỏng thôi. Với có một cái tình trạng là mình hàng khi lủng rồi mình lắp lại vẫn được nha cả nhà, chứ không phải là không. Mình hàng lủng cho nó lủng một lỗ, để mình ví dụ cho một lỗ lủng đi, rồi mình sẽ lắp lại cho cả nhà xem. Đây đây là một cái lỗ lủng nè. Đó. Một lỗ lủng nè. Rồi mình không cần dùng cái mồi này luôn.
mình sẽ lắp được lỗ lũng này. Nhà thấy không, liền do luôn, không có bị lủng lỗ luôn nha. Đó là khi mình hàng lủng lỡ lủng rồi thì mình chỉ hàng nhá nhá thôi, nhá cho nó nguội chút, nguội chút rồi cái hả mình đừng để cho nó đỏ rồi mình chấm tiếp nha. Nó đỏ quá thì mình chấm nó sẽ lủng theo là sẽ lan rộng luôn nha cả nhà. Thì mình nhá một cái rồi mình ngưng lại, nhá một cái mình ngưng lại, nhá một cái ngưng lại. Khi mà nó đã lấp được cái lỗ này rồi thì mình miết nó một cái để cho những cái sắt ở trong này nè nó tan chảy, nó sẽ liền mặt với nhau, để khi mình ngưng lại là cho nó nguội nó sẽ liền mặt như vậy nha. Còn như cái món hàng này thì mình sẽ miết cho cả nhà xem lại nha, cái đường món hàng trở dậy nha. Vậy thì mình cũng mình nhá từ từ thôi cho thiệt dậy luôn. Mình hàng mình đẩy tới gì nha cả nhà, mình đẩy tới gì nè cho nó cái cho nó cái sắt của mình chảy tan chảy, nó dồn cho nó dày lên nha. Để cho cả nhà xem. Rồi đây một cái mối hàng là cả nhà xem rất là đó. Rồi đó, đây thì clip mình tới đây thì mình cũng dừng ngang cả nhà. Thì mình biết sao chia sẻ cho cả nhà xem để cho anh em học hàng, để hàng được cái mối hàng đẹp á. Thì clip tiếp theo mình sẽ chia sẻ về hàng cho nó liền hơn nữa và sẽ đẹp hơn nữa, là những như hàng dưới cá nè, hàng gốc rồi hàng gốc đứng luôn. Thì mình từ từ mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem, những với ai mà mới học hàng nha cả nhà. Còn mấy anh em nào học mấy anh em nào lành nghề cứng nghề rồi thì xem video ủng hộ mình nha. Có gì góp ý thì bình luận bên dưới để cho mình biết, một cái bình luận cho mình thì là một niềm vui nha cả nhà. Rồi video mình cả nhà thấy hay và hữu ích nhớ đăng ký và cho chia sẻ và cho mình một like nha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi hẹn cả nhà lại những clip tiếp theo nha. Bye bye.